Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bài quyền Hèn Ni Đan. Thì cái bài quyền hôm trước chúng ta đã tập từ bài Tai Kiêu Cư So Đan, Tai Kiêu Cư Ni Đan, Tai Kiêu Cư San Đan và Hèn So Đan rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp bài quyền Hèn Ni Đan. Bấm. Trong quá trình tập, nếu mà có chỗ nào chúng ta chưa hiểu, chúng ta cứ comment bình luận ở phía dưới. Cái comment bình luận rất là tốt. Thứ nhất là chúng tôi sẽ hiểu được quý vị các bạn muốn gì, hỏi cái gì. Thứ hai, nếu là chúng ta tương tác với nhau thì cái video sẽ nhiều người biết đến hơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cùng tập bài Hèn Ni Đan. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn chậm lại để chúng ta tập theo bài quyền này. Đầu tiên chúng ta bước chân trái ra tấn công Sua Chi. Chúng ta thủ hai tay vào và chúng ta đứng lên. Sau đó chúng ta đấm tay phải cắt kéo xuống bên trái và tay trái thủ về mang tay. Sau đó chúng ta gõ tay ra, chúng ta dùng hông, chúng ta gõ tay ra. Đó. Sau đó ta chuyển tay sang bên này, chúng ta đứng lên. Và chúng ta cũng đấm tay trái như vậy, gõ tay phải ra. Tiếp theo chúng ta đưa chân trái lên một nửa, hai chân trùng, hai tay thủ về đây và co chân lên, đá Chokogiri, quay lại đỡ Naname. Chúng ta sẽ thực hiện tiến lên, tiếp tục đỡ Naname. Sau một tiến lên, chúng ta tiếp tục đỡ Naname. Ở cái đoạn này thì tôi đứng gần như này để chúng ta tiện theo dõi. Ở cái đoạn này thì chúng ta sẽ đè cái tay trước xuống và chúng ta tiến lên, chúng ta xỉa, đồng thời chúng ta hét à. Chúng ta hét lên ở cái đòn này đó. Tiếp theo chúng ta sẽ rê cái chân trái của mình sang bên phải vuông góc để chúng ta đỡ đòn Naname và tấn công Sua Chi. Và chúng ta lên lót 45 độ. 45 độ chúng ta đỡ giống như bài Hèn So Đan. Đó có nghĩa là 4 cái lần đỡ này nó giống như cái phần kết thúc của bài quyền Hèn So Đan. Lên thế này. Đỡ. Đó. Sau khi thực hiện xong cái vòng đỡ Naname thứ tư này, chúng ta đưa chân trái sang bên trái là từ bên trái này đi qua bên hướng trở về thành tấn chân Sua Chi và chúng ta thực hiện cái đòn đỡ trong ra, ta thủ tay vào, ta thủ tay chúng ta đỡ trong ra này, thủ tay vào chúng ta đỡ vào trong ra như này. Đó. Khi mà chúng ta đỡ xong rồi, các bạn nhìn lại nhé, đỡ trong ra chúng ta đá mới đi đấm à, nhìn lại chỗ này về kỹ thuật này nó hơi khó một tí. Là chúng ta đấm trong ra, xong ra đá, mới ghi đi, đấm. Chúng ta nhìn cùng hướng này. Đấm này, đá này, đấm này. Xong ta rút cái chân trước về một tí, chúng ta đỡ trong ra. Đó, đỡ trong ra, đá, đấm. À, chúng ta nhìn lại cùng hướng này, đây quan sát nhé. Đi tiếp. Ở đây, chúng ta quay ra, chúng ta đỡ này. Đá.
đấm này, đấm này, đá, đấm. Sang bên nó tiếp lực, tiếp lực như thế này, như thế này. Đó. Rồi chúng ta di chuyển về đây, đặt cái đao vào đây, đưa lên bằng đao tay, đao tay nhìn nó có đao tay không? Bằng đao tay sau ta đưa nó đấm tên kia. Sang bên này cũng vậy, gạt cái đao vào đây, đưa đao tay và tiến lên đấm nhìn này nhá. Rồi cuối cùng chúng ta hết à, ở đây à, xin lỗi cái đoạn này như này nhé, này. Ok ok, đang tiến lại gần kia bên đây. Hết rồi, chúng ta rút về. Đó, nghiêm và chào. Xong đó chúng ta ra đi. Kết thúc bài quyền. Như vậy là chúng ta đã tập xong bài quyền Heian Nidan. Chúng ta những cái bạn mà các em võ sinh mà mới tập á, chúng ta cứ tập từ từ như vậy, chỗ nào không hiểu chúng ta dừng lại, bấm nút tạm dừng, chúng ta xem xong chúng ta tập tiếp, chỗ nào chưa hiểu chúng ta có thể tua lại, chúng ta xem đi xem lại là chúng ta sẽ tập được. Đó, vì sao tôi bảo là tập được, bởi vì có nhiều võ sinh người ta tập theo tôi hướng dẫn ở trên mạng mà người ta vẫn thi lên các cái đai, đai vàng, đai xanh, đai nâu, đai đen, huyền đai nhất đẳng, là họ đều có thể tập theo trên mạng để thi được hết. Cho nên là chúng ta cứ thế tập, chỗ nào không hiểu chúng ta cứ comment bình luận ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.